chuẩn bị đồ nghề để ăn chơi nhảy múa trên đảo Hoàng Cơ.
lắp pin năng lượng mặt trời vậy. Tổng tổng mấy tấm? Có mấy tấm? 4 tấm. 4 tấm à. Một tấm là tầm khoảng 2 30 kg cả nhà. Anh Vinh với anh hỏi khiêng tấm pin để mà lắp vào à. À, còn tấm nữa xong đúng không? Giờ mình lên mình đi luôn nè. Ở xe đó mình kia cái mình lên thuyền mình về. Kéo 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 vô đi, kéo thuyền vô đi. Cái này là cái để vậy bữa bữa sau cúng mình xong mình mới khui sau. Để làm thủ tục nữa. Để vậy bưng lên để anh pha luôn. Để anh bờ, bữa sau xử lý. Anh Vinh, trọng em đi thuyền bên này nha. Em đi thuyền anh á. Bảo dưỡng mãi để mà phục vụ công tác treo đeo vượt suối cho cả nhà mình thôi.